Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn trước Quốc hội. Nghi phạm thảm sát ở Khánh Hòa khai lý do vì vợ đòi ly dị. Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng. Trưởng công an xã trúng 2 viên đạn vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương. Tổng thống Zelensky sốc vì Ukraine thiếu viện trợ sau vụ vỡ đập ở Kherson. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo chương trình làm việc của Quốc hội, sáng nay mùng 8 tháng 6, Quốc hội dành 90 phút từ 9 giờ 50 đến 11 giờ 20 để nghe Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan đến nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sau đó cũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trước đó, các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đã lần lượt được đề nghị báo cáo làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội liên quan đến nhóm lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học công nghệ. Tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, CNCO 1, diễn ra vào chiều qua 7 tháng 6, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo Cấn Hồng Lai, cựu Tổng Giám đốc CNCO 1, Phạm Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên CNCO 1, mức án 9-10 năm tù. Lê Văn Long, cựu Kế toán trưởng CNCO 1, 4-5 năm tù. Nguyễn Mạnh Tiến, cựu trưởng phòng kế hoạch thị trường CNCO 1. Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó phòng tài chính kế toán công ty CNCO 1, 36-42 tháng tù. Các bị cáo khác bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo Dũng và Lai phải liên đới bồi thường cho nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng tiền thiệt hại do không xác định giá đất theo giá thị trường. Sau 4 ngày lẩn trốn, Phan Danh Hưng, 37 tuổi, nghi phạm trong vụ sát hại 3 phụ nữ ở Khánh Hòa đã bị đưa về công an tỉnh Khánh Hòa trong đêm mùng 6 tháng 6. Anh ta đã thừa nhận ra tay sát hại vợ là Lý Thị Thùy Vân, 37 tuổi, Lý Minh Nguyệt, 19 tuổi, gọi chị Vân là dì, và bà Hồ Thị Tú Di, 47 tuổi, hàng xóm. Bị can khai, tối mùng 1 tháng 6 đã cãi vã với chị Lý Thị Thùy Vân, rồi chị Vân dẫn con gái qua nhà mẹ ruột sát bên ngủ. Đến rạng sáng hôm sau, chị Vân về yêu cầu Hưng ly dị. Sau đó, Hưng tức giận đi theo vào bếp lấy dao đâm vợ và cháu gái Nguyệt. Khi bà Di từ nhà đối diện chạy qua, hắn cũng đâm gục rồi bỏ vào khu rừng núi Hòn Dữ gần đó. Trong những ngày trốn chạy trên núi, Hưng lẻn vào các trại canh làm rẫy của người dân, lấy trộm mì gói, nước uống và quần áo. Chiều qua 7 tháng 6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về vụ cháy quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến 32 người thiệt mạng. Theo Đại tá Chính, cơ quan điều tra đã hoàn tất quá trình điều tra và chuyển kết luận điều tra qua Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy karaoke An Phú xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra chuyển hồ sơ vụ án qua Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, thì đơn vị này đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra một số nội dung chưa rõ. Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra ngày 6 tháng 9 năm 2022. Sau khi vụ cháy xảy ra, ngày 8 tháng 9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú. Sáng nay 8 tháng 6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Hai đối tượng này là Lương Văn Đạt, sinh năm 1990, ở thôn An Trung, xã Tiên Cường, và Nguyễn Văn Doanh, sinh năm 1989, quê quán thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, cùng huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6, tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, hai đối tượng trên đã xông vào cửa hàng vàng của gia đình anh Nguyễn Đăng N,
tên viết tắt, sinh năm 1977. Được biết, anh N hiện là trưởng công an xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành. Một đối tượng dùng súng để đe dọa khống chế anh N. Đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Khi anh N chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng, thì bị đối tượng cầm súng bắn, làm anh trúng 2 viên đạn. Anh N được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Sức khỏe đã ổn định. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Những ngày qua, nhiều nơi ở thủ đô Hà Nội bị cắt điện luân phiên. Để ứng phó tình trạng này, nhiều người dân đã chuẩn bị mọi kịch bản trốn nóng. Tuy nhiên, không phải thông báo cắt điện nào cũng chính xác, khiến cho nhiều người dân Hà Nội rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì cắt điện hụt. Tại một chung cư ở quận Hai Bà Trưng, ngày 6 tháng 6, toàn bộ cư dân hồi hộp chờ mất điện. Nhưng 1-2 tiếng sau, nguồn điện vẫn ổn định, không bị cắt như kế hoạch ban đầu, khiến họ vừa mừng vừa lo. Đến khi đã quá khung giờ cắt điện, ban quản lý chung cư cho biết chưa nhận được thông báo tiếp theo từ công ty điện lực, khuyến cáo người dân chủ động sinh hoạt. Trong khi đó, ở một chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai lại xuất hiện tình trạng mất điện đột ngột, khiến thang máy dừng khẩn cấp, khiến những người dân mắc kẹt bên trong phải hoảng hốt gọi điện cầu cứu. Chiều qua mùng 7 tháng 6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương, sinh năm 1981, chủ cửa hàng quạt Khánh Phương ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, và Lê Văn Hưng, sinh năm 1984, nhân viên cửa hàng, để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày mùng 6 tháng 6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các, khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, có một đối tượng đã xông đến, lớn tiếng quát mắng, túm cổ áo và đạp ngã phóng viên quay phim. Sau đó, một đối tượng khác cũng tham gia hành hung. Khi nhóm phóng viên quay phim được đồng nghiệp đưa lên ô tô, những đối tượng này vẫn đi theo xe và uy hiếp. Hôm qua 7 tháng 6, một hành khách nữ chưa rõ danh tính đang băng qua đường ở nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất thì bị xe ô tô do một nam tài xế điều khiển tông trúng văng ra đường. Người phụ nữ bị thương được người xung quanh sơ cứu và đưa đi cấp cứu sau đó. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô gây tai nạn bị biến dạng phần nắp capo. Nơi xảy ra va chạm có vạch kẻ ngang dành cho người đi bộ sang đường. Vụ việc đã được Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận điều tra xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam Tống Anh Sang, 44 tuổi, ở Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Làm việc với cơ quan điều tra, sau khi khai nhận, dù đã có vợ, con, nhưng Sang lập tài khoản có tên Tuấn Kiệt lên trang mạng xã hội để làm quen, hẹn hò với nhiều người phụ nữ. Sau đó, Sang nói dối cần tiền để lấy lô hàng của công ty bị lực lượng hải quan cửa khẩu thu giữ để hỏi vay tiền của phụ nữ, hoặc nhờ những phụ nữ này đi vay lãi hộ cho Sang. Khi thấy các phụ nữ không thể đáp ứng đưa tiền cho mình được nữa, Sang lấy lý do gặp khó khăn để chia tay, trốn tránh việc trả tiền. Khi bị các phụ nữ gọi điện thoại đòi tiền, Sang chửi bới, thậm chí còn đe dọa cho người tìm đánh phụ nữ và gia đình họ, làm họ sợ hoặc ngại không dám tìm đòi tiền Sang nữa. Hôm qua 7 tháng 6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Đức, 23 tuổi ở phường Kết Đoàn, thành phố Lai Châu, và Tạ Ngọc Sơn, 23 tuổi ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Đức và Sơn khai nhận sử dụng ma túy từ nhiều năm trước khi ở Hà Nội. Khi trở về Lai Châu, cả hai đối tượng mua cần sa từ các mối trên mạng xã hội, sau đó chia nhỏ số cần sa này vào các túi ni lông nhỏ hơn nhằm bán kiếm lời và có ma túy để sử dụng. Khách hàng của Đức và Sơn chủ yếu là thanh niên thích đua đòi ở các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ và thành phố Lai Châu. Hình thức mua bán ma túy thường là trực tiếp. Những khách hàng ở xa thì thanh toán bằng cách chuyển khoản cho Sơn và Đức. Sau đó các đối tượng sẽ gửi hàng qua xe khách tuyến liên huyện. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Trả lời báo Bin Daily vào hôm 7 tháng 6, Tổng thống Zelensky nói rằng các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ chưa hỗ trợ cho Ukraine sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka ở Kherson bị vỡ. Ông Zelensky thừa nhận ông bị sốc vì tôi nghĩ họ là lực lượng lẽ ra sẽ phải ở đó để cứu mạng dân thường. Ông Zelensky cho biết nhiều người và động vật đã thiệt mạng vì thảm họa vỡ đập và phía Ukraine khó để di tản người khỏi khu vực Kherson do Nga đang kiểm soát, vì khi lực lượng chúng tôi cố làm điều đó, Nga sẽ nổ súng vào chúng tôi từ xa. Cả Nga và Ukraine đều đang cáo buộc lẫn nhau là bên làm vỡ con đập.
Hiện tại, nhiều ngôi làng ngập trong nước và hàng chục nghìn dân thường đã phải di tản, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, vào ngày 7 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka là một hành động tàn bạo. Ông Putin cáo buộc Kiev theo chỉ đạo từ phương Tây tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình và sử dụng các phương pháp khủng bố. Cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovka là ví dụ mới nhất về điều này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh rằng một ủy ban quốc tế có thể được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia từ các bên tham chiến, Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, để điều tra chi tiết về vụ nổ tại đập Kakhovka. Theo ông Erdogan, điều quan trọng là phải tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để không còn chỗ cho sự nghi ngờ. Trong thông báo tranh cử ngày 7 tháng 6, cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố sẽ thách thức cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Mike Pence đã có chỉ trích mạnh mẽ nhất cho đến nay về vai trò của cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại đồi Capitol, khi nhà lãnh đạo này tìm cách lật ngược thất bại bầu cử. Theo New York Times, hầu hết các ứng cử viên đảng Cộng Hòa khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đều tránh đề cập đến sự kiện ở đồi Capitol và gần như không muốn nhắc đến việc này. Tuy nhiên, ông Pence lại chọn cách làm ngược lại, đồng thời cũng miêu tả sự đóng góp của ông vào việc chuyển giao quyền lực sau bầu cử diễn ra thuận lợi. Giới quan sát đánh giá đây là một đòn tấn công bất thường của vị cựu phó tổng thống dưới thời ông Trump. Hôm qua 7 tháng 6, chính phủ Anh đệ trình Quốc hội dự luật về việc mua bán của chính phủ. Theo hãng tin Reuters, dự luật mới của chính phủ Anh nhằm thẳng vào các doanh nghiệp cung cấp camera giám sát đến từ Trung Quốc. Từ cuối năm 2022, chính phủ do Thủ tướng Rishi Sunak đứng đầu đã yêu cầu các cơ quan nhà nước ngừng sử dụng camera giám sát của các doanh nghiệp này tại những tòa nhà nhạy cảm. Dự luật này là một phần trong nỗ lực rà soát tầm ảnh hưởng của nước ngoài lên các công ty có giao dịch với chính phủ Anh trong một số lĩnh vực quan trọng. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ thành lập một đơn vị chuyên trách việc mua bán liên quan đến an ninh quốc gia. Đơn vị này sẽ điều tra các nhà cung cấp các mặt hàng, dịch vụ tiềm năng nhằm đánh giá xem họ có nên bị cấm giao dịch với chính phủ hay không. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!